Lần đầu tiên. Cái co cái đồ cái cứ nước xong rồi. Cân rê. Lần đầu tiên là đi làm chân. Không. Đục chị về nữa. Vậy, cứ vậy để từ chân ra. Chị về vậy, chị nói vậy. Chặt dây chân mình kinh khúc. Đúng không? Dây chân mình kinh lại khúc khúc. Chặt dây khúc khúc nữa nè. Nhiều quá dây anh em ơi. Chị đây là em là tí, sinh 3 tuổi nha. Trình mà bỏ lên cái tâm thớt mà muốn hết cái tâm thớt luôn. Tàu Phú Ý 2 cao tốc bây giờ xuất bến nè anh em. Tàu Phú Quý 2 mà sao có chữ Sài Gòn. Tàu này bây giờ chạy về cảng Phan Thiết nha anh em. Chạy bóp còi ảnh nổi hết. Bốn năm năm trước thì mình vô đảo thì chưa thấy các cái dịch vụ tàu cao tốc cỡ này. Hai bô luôn. Chạy gầm trời luôn. Chu tre. Bè khói dữ dằn. Chạy mất dép à. Đây anh em ơi, nãy anh Tý anh lên cảng Phú Quý mua một ít ốc về làm kỷ niệm nè anh em. Này quá trời luôn, giờ anh đang chè sạch sẽ. Đây, chè rong, chè hầu đây. Quá công phu ha. Đó, quá đẹp, quá rực rỡ luôn, còn mấy con nữa chè ra xem luôn đi, nấu ăn nè. Nhiều lắm. Đây con Trình hồi nãy anh em mua 150.000. Đây Trình còn sống luôn. Trình còn sống luôn nè. Đây kéo 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 giùm Trình ra ngang chút anh Tý. Đây con Trình 4kg nha anh em. Đó. Quá đẹp luôn thôi. Đây con Trình 4kg anh em mua Trình ra giờ bắt đầu đi dê quỳ bắt đầu chuẩn bị làm đỡ âm món Trình làm món âm Trình âm đèn tí mua ốc này là mua ốc thịt luôn nha anh em. Anh em mua một xíu ốc ra ăn còn lấy cái vỏ về làm hồ cá. Đến khi vô đảo gặp cái dịp mà mấy ghe lặn họ vào nha anh em, lặn còn chiếc là chục tấn thôi á. Cái lặn mà chục tấn là anh em biết giá trị nó cỡ nào à, phải gần 1 tỷ. Một tấn cái lặn là phải nằm tầm gần 100 triệu một tấn. Tùy theo đủ thở loại, có loại 40, có loại 50, có loại giá trị 70-80 triệu một tấn, có loại giá trị hơn 100 triệu một tấn nha anh em. Mỗi chiếc ghe lặn vô toàn là mười mấy tấn không á. Mấy cái hầm bự mà hầm chứa 3-4 tấn mà nó chứa 4-5 hầm luôn. Đây là chỉ ở đảo mà có thôi nha. Chỉ ở đảo Phú Quý mới có cái số lượng lặn cá nhiều cỡ đây. Đây anh Trình bây giờ cắt làm hai nha anh em. Ăn một lần là chắc chắn là không hết rồi.
có bốn anh em ở trên ghe thôi cho nên ăn lần tầm 2 kg, còn 2 kg để dành. Bây giờ trụng nước sôi nè, trụng nước sôi cho nó bớt nhớt đó anh em, dễ làm. Chết luôn. Rồi. Chớ vô luôn đi. Chớ lên mấy cái khu vực mà chưa có nước kìa. Bây giờ nó chín nó tụt hết á. Thôi, được rồi. Bây giờ đổ luôn. Nhóc cái nhà. Tới đổ nè, tới đổ. Nè, có chiếc tàu ở đảo đang chập cản lại, nãy anh chập thẳng với anh chập ngang lại. Đổ đây chua luôn anh ơi. Chính luôn trên này, lấy cái bờ bên, lấy cái bờ gốc. Đây mấy ghi lặng nè, ghi toàn là ghi mười mấy 20 mét luôn. Đây còn nửa con trinh nè, bỏ vô bịch bóng, bỏ hầm đế muối lại, còn tầm gần 2 kg. Giao cho anh em Covid nhà mình tự quyết định số phần. Giao cho anh em số phần nữa. Giao bỏ đế kìa. Đi ướp. Bỏ trong thùng đế kìa luôn đi. Đế thì bỏ đi thôi, đế trước ra. Chiều không có ăn nó. Kèo nhớt nè anh em, kèo nhớt, trụng nước sôi không kèo nhớt. Chúa, thì lấy đi mình nước lên hết gì về nước đi này, xong rồi xong rồi. Đỡ bếp chính làm, bếp phụ không mà được xiên quèo. Trình đây là kêu là lão trình. Tí nồi con này là lão trình, mà trình này tươi quá tươi luôn. Còn sống luôn mà. Đổ con xịt nước ra rồi. Về qua giờ trình. Gớp trình. Lấy gân máu ra đó anh em, lấy gân máu ra nó khỏi tanh. Gân máu dọc theo phía bên dưới xương sống của con trình. Thank you.
Nói như chuyện trên rồi. Đó, cho nó chút. Rồi, bây giờ kinh thịt ra. Khúc khúc qua. Thì xét coi lạc to, lạc nhỏ. Lạc nhỏ nhỏ thì ăn là thấm. Chưa, không, 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 không. Không cho nó làm gì? Không, thì mình kích cái này, nó cứa vậy, chụp khúc như cái ấy như cái... Có gì anh em ấy là, đây là lần đầu tiên. Cái co, cái đồ vậy, cứa lớn xong mình... Kinh ra. Kích ra. Lần đầu tiên anh em làm chân, chụp khúc. Đục chì dè nữa. Tôi vậy, cứa vậy rồi, để tôi xem xong. Cái chì dè vậy, đi móng vô. Móng là thấm dè vậy chứ. Chặt dây chừng mình kinh khúc. Đúng không? Cái dây chừng mình kinh lại khúc khúc. Chặt dây khúc khúc nữa nè. Dễ dễ. Dễ quá chứ. Mày vô vô nè. Dễ quá dây anh em ơi. Anh em ăn là tí sinh 3 tuổi nha. Cái trình mà bỏ lên cái tâm thớt mà muốn hết cái tâm thớt luôn á. Cắt chân mệt luôn à? Cắt chân tháo hồ. Cực khổ. Đồ, chân cắt ve ăn biết mười mấy khúc hết. 2, 4, 6, 8 khúc rồi. Cắt 8 khúc mà chân còn dài quá trời nè. Cắt phải chục rử khúc. Giờ là một nhất đi. Để mau. Con đá này mua bao nhiêu? Đây là đặc sản ở Phú Quý nè anh em. Mình có vô với giá thương lượng là 50 ngàn. Bây giờ anh em có nhu cầu mình đỡ đây nha. Anh Tý mua ốc đó trong đảo 50 ngàn. Giờ anh em nào thích thì anh Tý bán lại. Rất nhiều loại, rất nhiều loại. Còn mấy con nhỏ nhỏ em bé kia nữa. Còn anh Nam đang kinh trình ha. Đó, anh em đang kinh trình nè, bành háng ra ngầu kinh gơ không? Anh em có nhu cầu ốc là liên hệ với bố về đi biển. Anh chị em nào gửi mua trình mua ốc thì liên hệ mình luôn. Mình mua đợt nào dịp mà gần về nghỉ thì mình mua mình mang về cho anh em. Đây anh em đang kinh trình. Nãy chặt khứa ra bây giờ chặt khúc kíp. Bành háng ra kinh nè, gơ không? Đầu bếp á. Siêu đầu bếp cộng thêm siêu rửa chén luôn á. Tới phần biểu diễn á. Đây đầu tiên là cho là đây trình hồi nãy giờ là kinh khúc reo nè anh em. Cho ít muối vô nha. Muối hả? À, muối. Muối đã chét hay trời. Cho một ít ớt. Ớt phải thái nhỏ ra. Ớt quèo. Đây.
đâu luôn á. Nhào mắm, mắm dẻ, mắm đâm sẵn. Chút hành thơm. Sẽ hành sẽ. Cho hết luôn cho không? Hết luôn ơi. Lấy xe tới em. Xe tới đây. Tên hương vị tạo ra cái màu gì cho cái mốt mình đây. Đầu bếp tí tròn. Tí tròn nha anh em. Thôi giờ anh em lấy cho cái chơi nha anh em. Lấy cho cái chơi chút nữa là. Đây đầu bếp tí tròn đang bành hén nấu nha anh em. Trên đây cái động tác mấy ảnh là làm gì mấy anh cũng bành hén nữa đó. Đây năm Covid 19 phụ trợ bạn diễn phụ trợ chai dầu. Một muỗng thôi nha. Không biết chuyện mà bạn ơi, cô anh ơi. Không biết chưa? Cái bấm được không? À, chờ chút anh. Về thôi nha anh em. Về thôi. Giờ nào bắt đầu trộn đều. Mình ướp trong vòng 15 phút cho nó ấm. Rất là đẹp rồi ha. Đây bây giờ kết quả của con Trinh đây. Wow. Nằm im trong son luôn. Im luôn. Một nữa con Trinh nằm im trong son. Vô. Đây phụ kiện đi kèm rau bánh tráng. Giỡn. Để quay sẵn những con vật ăn luôn. Quay từng người ăn cho nó vui. Năm Covid. Đây hôn. Đây tí trần. Ủa được tí trần dân phải không không chịu trần tí mà. Ủa mà anh đưa Facebook cho. Cho mấy bạn kỹ à. Đó, cho anh quen mặt sắc anh. Quá đẻ. Không có đúng đúng đâu. Chuẩn đi tí thêm 3 túi. Quẩy đúng vậy. Tình lão rồi. Quẩy sao nó bánh tém em ngoài đưa đây quẩy. Đâu quá. Rồi đúng rồi ở trong cơ đưa tém nào. Đây có xương anh em. Bỏ cái kia lọc chỗ này. Trời ơi cái thằng bỏ đá giọng ăn. Hẻo quẩy tém. Trinh mung có mà cũng hảo trên một trí nữa. Trinh và Trinh tém như con dữ vậy. Quýnh đập. Trinh và Trinh tém con gì bằng đúng không anh em? Đây ăn cái tô không nè mình một tô vậy em không gấp cho tô ăn luôn trời lúc này ăn hết nhưng mà em giỡn chưa bao giờ được ăn vậy sẽ quay video nếu là chưa bao giờ được không từ đào cao cuối là cũng lộn rồi. Đi về kia ngủ mẹ luôn. Đậu tơ lượt nữa. Đậu bạch. Thôi, đồ, à, đậu cây thanh trừng thử mấy đứa nhỏ ăn uống kêu quỷ rồi. Đang trầm đào quất mấy nhỏ cho yệt hết thì lại canh nữa. Cho mấy nhỏ yệt hết nè. Bộ cũng quấn bộ. Kể rượu lẫn bia luôn rồi thôi còn lớn. Ông em mà hết chai đi em nghĩ rồi tao uống chai mới trong ly nữa còn gieo máy là đâu uống đâu. Tại vì không có rộng. Nó nhẹ nhẹ được. Nó vẫn mạnh kêu là. Bây giờ sẽ khô thì không lúc đấy con cũng cũng trúng đều con lộng. Để đỡ nó thì được mà khô. Để xem bằng mình nhờ tắt hết phía được. Thank you.
Đang ngồi bằng bằng lại lửa ốc. Trong quán con nó thịt to mà nó không có luộc trong đây chưa? Con nó không có luộc trong mua gì nấu. Con nó có luộc rút gì là ốc nấu. Ốc nãy không chạy ra. Đấy là một mớ ốc, ốc thịt lòng hàm. Đúng đó. Giá rồi. Có mớ này ốc thịt không? Có cho con thù lâu có thịt đó. Có một con thịt bê đó. Em luộc kỳ đê. Vừa bị gió rồi đấy một ốc. Chiều kỳ đê chứ. Anh em mua bán là 100 nè. Bán thịt. Mày em quen luôn á rồi. Mà nó đâu vậy? Mua bán mà giữ cái gì? Bán 5 nè. Mấy ông lớn quá không còn phòng nào đừng có hâm gì. Trong cho người ta bán thợ người ta không bán lại chứ. Trong cho bán. Bán cho mua về thì nhiều này tụi đeo có tiền mà bán. Bánh một con mua rồi không mà kẹm ốc lên lo cho thuyền trưởng đỡ thuyền trưởng đuổi biển rồi. Bé mà thuyền trưởng ốc thuyền trưởng mình đang làm cho luộc ốc ông bán lại cho tụi tôi chứ em lấy vậy. Để bán thì ruột 100 chứ không phải giỏ 100 bằng. Giỏ 30. Chậm bán nó lại, tôi nói giỏ cho bán này ruột 100. Mua không? Mua, đợi đó. À. Đi bài. Đợi chút ruột đưa cho ruột. Tôi ăn giỏ rồi đưa ruột. Mơ cái giỏ hãy mua. Đi bài. Không phải dòng em ơi. Phải cho kiếm 10 trăm. Phải kiếm 10 trăm hả em ơi? Để về thấy anh chờ kẹt được chắc cho một con. Mình không biết thì ổng không tra gì quay biết. Ổng lớn không, nhưng mà không quay biết chút cái chuyện ốc biên lạc giặc đó. Thì ổng lớn mình ổng ra những cái chuyện học chưa ông đi biển tìm kia tìm nọ. Và tìm rẹn đồ. Biết thế ông lứa biết đâu. Mấy cái anh đang ngư không biết mà im đi mà cứ ngồi nói nó biết mất. Nhiều đó mà làm ra con chuyện. Ông trai. Thế nào ông biết là im ru đâu mà ép buộc nào ông biết biết. Tôi biểu ông biết biết. Không biết là cho gần giữ thế không. Không. Bè que ép mà vô đờ tài, vô đi chắc cho ông biết nè chứ. Hiểu nói là bè làm câu chuyện nè chứ. Ai làm ra một chuyện. Lỡ cái gì lỡ. Bỏ tập đó thì tập rồi chuyên nói ra chuyện rồi cho người đọc chưa rồi mày làm gì ôm eo rồi nha mấy anh ra chuyện vậy nha mấy anh kể âm đang cả vậy thôi hoài tao nói vậy làm gì mày to tiếng nữa hoài mày làm eo biểu tê nào hét lại rồi ai to tiếng nữa làm nó như mình đau dỗi hung nó như tử tớ im lặng đâu hung. Giờ gặp ra lặp lại nói vậy giờ là bật tiếp bật lĩa luôn con hầu giờ mẹ em trên đây giờ không giờ chưa đâu đang chưa nhỏ như trời ăn thịt nhiều màu bớt đang là giờ mà tanh chịu nổ đang còn hết ghe đây là giờ tanh là đâu tanh đâu chỉ cho nó tanh nãy giờ mấy đâu chị đổ đê đâu đâu có ý là đỡ chiều lại nó tanh. Nó tanh rồi. Nãy giờ thấy anh em ra đồ đê đâu.
quýnh thắng kia à? Ý nói tanh vậy cho chiều đâu ai dám nhận tanh. Đẩy luôn nha tanh vậy. Giờ là tanh đâm để mỏng để rồi. Đứa tay đứa mà không có tanh. Nếu nó tanh là tanh nhìn đấu mà. Làm kỹ cửa đó. Làm quá kỹ rồi nặng tanh vô nữa. Cứng tanh đó. Nặng tanh rồi này. Ừ. Cứng tanh chứ. Hồi chiều 100 trăm rồi lên món bà bạc hả?